các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm một món canh giải nhiệt cho ngày hè, đó là canh rau dền thì băm, một món canh rất là quen thuộc của người dân Việt Nam chúng ta. Và món canh này vừa ngọt mát mà lại rất là ngon. Mình mời các bạn cùng vào bếp với mình. Để làm canh rau dền thì băm, các bạn chuẩn bị cho mình rau dền này, hai quả cà chua mình thái ra, một ít thịt băm, một ít hành thơm các bạn nhé. Và rau dền thì mình sẽ dùng cả rau dền trắng, rau dền đỏ, rau dền cơm các bạn nhé. Các bạn biết rằng canh rau dền thịt băm là một trong những lựa chọn rất là tốt cho ngày hè các bạn ạ, cho bữa cơm gia đình của chúng ta nhé. Và bữa cơm hàng ngày các bạn có thể chọn cho những thực phẩm để cho chúng ta để làm những bát canh ngon, chua, ngọt ngọt, mát mát, dễ chịu nhé. Hương vị thơm ngon của canh rau dền sẽ làm cho bạn thêm ngon cơm hơn, ngon miệng, giúp giải tỏa được căng thẳng sau một ngày làm việc mệt nhọc nhé. Công rau dền ấy thì còn có chứa rất nhiều các loại vitamin như vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C và vitamin BP các bạn nhé, và các protein. Đặc biệt trong rau dền còn có chứa hàm lượng lysine cao hơn cả lúa mì hay là đậu lành, đậu ngô ngọt các bạn ạ. Không những thế, các bạn ăn canh rau dền này nó còn có những tác dụng như sau, đó là phòng ngừa ung thư, chống oxy hóa, tốt cho người bệnh tiểu đường và tốt cho người bị thiếu máu, tốt cho xương nhé, giảm cholesterol và kiểm soát được huyết áp. Ngoài ra nó còn tốt cho làn da, nhất là đối với chị em phụ nữ chúng ta, khi ngày nóng nực này thì chúng ta nhiều lúc không tránh khỏi việc ra ngoài tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào những thời điểm cao điểm sẽ làm cho da của chúng ta dễ bị não hóa hay là các tia cực tím sẽ ảnh hưởng đến làn da của chúng ta các bạn nhé. Đây ạ, mình dùng một rau dền như thế này, sau đó thì mình sẽ đem đi rửa sạch các bạn nhé. Không những chúng ta có thể luộc, nấu canh, xào lên với rau dền rất là tốt ạ. Các bạn cho mình cái xoong lên bếp và mình cho vào đây dầu ăn ạ. Hành vào để mình phi thơm lên. Mình phi cái phần hành thơm lên, các bạn sẽ cho thịt thay vào cho mình. Chỉ cần một ít thịt nhé, không cần nhiều. Rồi mình cho cà chua nó sẽ làm cho món canh thanh mát ra. Các bạn cho mình thìa muối vào nhé, muối canh. Mình xào ấy để cho cái phần cà chua nó mềm ra. Cho một chút hạt tiêu. Đến nước vào. Cho nó sôi lên nhé. Rau dền nấu canh thì các bạn có thể cắt bớt đi nhé, chứ không cần phải để dài như là rau dền luộc.
Đấy các bạn, khi cà chua nó đã mềm như thế này rồi, các bạn sẽ cho nước vào cho mình để mình nấu cho nó sôi lên để cho rau dền vào là được ạ. Lượng nước vừa đủ để mình làm bát canh của mình nhé. Đun sôi lên. Khi nồi rau đã sôi rồi, các bạn sẽ cho mình vào đây rau vào nhé. Khi mùa hè các bạn ăn canh rau dền hay nước luộc rau dền rất là tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Vừa thanh mát mà lại vừa giúp chúng ta giải được nhiệt trong ngày hè. Khi đã cho rau rồi thì các bạn sẽ đun với lửa to cho mình nhé. Và mình chỉ cần rau này sôi lên là rau đã chín nhé. Khi nồi canh sôi các bạn nêm nếm cho mình xem gia vị vừa chưa nhé. Chưa vừa thì mình cho thêm một chút nước mắm. Bạn nào ăn bột ngọt thì có thể cho bột ngọt vào. Rồi canh của mình như thế này là chín rồi. Các bạn tắt bếp ra để mình cho vào bát ạ. Đây ạ, mình chuẩn bị cái tô và mình sẽ cho canh ra. Mùa hè các bạn nên nấu canh cho vài quả cà chua vào, nó sẽ làm cho bát canh có độ chua chua, ngọt ngọt, lại mát hơn nhé. Và nấu thì nấu nhạt thôi, chỉ cho ít gia vị thôi nhé. Các bạn thích có thể làm những món canh đơn giản thế này cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ để xem những video mới nhất của mình ẩm thực miền quê ạ. Chúc các bạn ngon miệng ạ. Không mất nhiều thời gian mà chúng ta có thể nấu một món canh vừa tốt cho gia đình nhà mình, tốt cho sức khỏe của mà lại đưa cơm, lại giảm được những cái căng thẳng khi một ngày chúng ta lao động mệt mỏi nhé. Xin chào các bạn, chúc các bạn ngon miệng ạ.